สุระเรยมัจจะประมาทฐานามเอสกาบุญสมาธิยามิปัมสิมยิ่งหากวิจันสาสิยยุงเราบากะจับใส Ba ti ba ta về ra mani đi sĩ khả ba đăng sa ma đi giá mi con xin vâng dự điều học và cố ý đánh xa sự xa sanh a đến na đa ta về ra mani đi sĩ khả đăng ma đi giá mi con xin vâng dự điều học và cố ý đánh xa sự trộm cắp ca mê su mi cha cha ra Vệ Ramani Sikha Badang Samadhyami Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hành Mausawada Vệ Ramani Sikha Badang Samadhyami Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Surame Rayamacha Madathana Vệ Ramani Sikha Badang Samadhyami Con xin vâng dự là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say Ipmani Bancha Sikha Badani Sadukang Kato Angamande Nanecha Kalang Marakitabang Chư Phật tử sau khi thọ trì tâm quy cùng ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải đó mới giữ hành theo trong sạch đừng có dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tin yon tị sì lê na phô ca tâm bạc đa sì lê na ni phun tị ta mai si lăng vị số thát dê cần về quay trận không nhờ dự giới được giàu sang thì đuôi tài dự giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư phật tử có đang khổ thì do luật chưa được trong đường để lâm nhờ xa thu lành thai Uttamang ghe na quanh đê hăng ba đà phẳng xung và rụt tam măng Bụt thầy vô kà lì tổ đô sơ bụt thô khà mà tụt mà măng Còn đem hết lòng thành kính cú đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ cả tội lỗi con đã vô phạm đến Phật bảo Cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy con Ua ta mạng ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cho được vị thân và răng Thầm mê vô khả lì tổ đô sâu thầm mô và măng Còn đem lòng thành kính cúi đầu lễ hay hạng phạo là pháp học và pháp hành Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp Cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con Ua ta măng ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị thóp ta măng Sẵn khê vô khả lì tổ đô sâu sẵn khô Khả mà tu tăng mà măng Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo Là thành tăng và thành tăng Các tội lỗi vô ý phạm đến tăng bảo Cúi xin tăng bảo sát tội ấy cho con Yom Panathamma Anuthamma Patipano Viharati Sāmi Chipadipanno Anuthamma Chayari So Tathāgatam Sakkaro Dikaru Rakko Dimane Tipuche Tiparamaya Pucha Yapatipatta Pucha Yat Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành tín sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường đinh lai bằng vô thượng chân pháp sa pa 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 sa ka nam pu sa la sa va tam ba da sa chi ta pa ri yo da pa nang e tang bu ta ha na sa sa nang
không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Hari Paramang Potitika Nippanam Paramang Vadan Tipan Hippapachito Parupakka Tisamano Hoti Parangva Vihe Thayanto. Những ngày pháp tiêu hủy tối thượng không gì bằng Niết Bàn và tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Anu Pagwado Anu Pato Ba Thi Mi Chet Sang Qua Ro Mat San Yu Ta Ja Phat Ta Smin Ban San Ja Sa Ja Na Sa Nang A Chi Chit Te Ja Ha Yo Ho E Tang Bu Tha Na Sa Sa Nang. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết tâm ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, truyền chủ hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Khi là sạc ma chỉ na năng khanh ti bạc tha nắp ca rạc nắp sạp bê bì phú sạc lạc thăm ma khanh ti gia dê quốc quách thanh ti tê. Nhân này pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhân này. Đề quả tha năm vị ba ba năng khanh tị mu lăng nị canh tạ tị ca la hạ ca la ha đi năng mu lăng khanh tị khanh tị cô. Nhân này có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoàn tận nguyên nhân mọi tranh chấp đẩy. Khanh tị thi ra sa sa lăng ca ro khanh tị tạ phô tạ phá xí nô khanh tị bá lăng quá ti năng khẩn ti hi tập xúc khao quá ham, là năng lực người trí đoàn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Thanh tu cô mê ta qua la phi ya sa si su kha si la qua bi yo de quan hành đô sa năng mặt na po ho ti khanh ti cô. Người hạnh tu nhẫn nại là người có bản lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Anh tạc hô bị phá rê chân chả ác tha hô vật thanh vô sạc ca mục ca gặp măng mục tăng a run hô hô tị khanh tị vô sạc thủ nô. Vá chá nô ca đăng ca tị rô tị dê vá khanh tị cô pa ra ma dạ chá pu cha dạ chí năng pu chê tị khanh tị cô. Ba người đều lợi ích nhân loại và chữ thiên, đều thương mến hộ trì. Người pháp nhẫn nại mãn kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng chuyên môn di giáo, là người đã cúng dường đức Phật rất cao thượng. Xin gia trình là gia tha xin tham mật tu xin tham mật tu xin tham mật tu y đăng thân năng e bạc min rất ta na tự giác min xâm bất sai đền là chê. Tạ xuống cầu xin cầu quả của tâm tinh thần tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa lành thai, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng. Mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu dạy to kê liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh và oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành. Nguyện dình tam học về định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện dự căn nhân
Nguyện dạy căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Akasatha chapumata de vanaka mahitika vun nhang no anumodan tichi rang rakhan tu sa sanang. Akasatha chapumata de vanaka mahitika vun nhang no anumodan tichi rang rakhan tu no garu. Akasatha chapumata de vanaka mahitika Bụt nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khanh tu nha ta vô. Aka sát tha cha phum ma tha đệ và na ga ma hệ thi ca. Bụt nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khanh tu ba ni nô. Aka sát tha cha phum ma tha đệ và na ga ma hệ thi ca. Bụt nhân nô anu mô đan tu chi răng ra khanh tu nô sa đa. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ không mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật văn bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được ước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo mau, tu hành tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến với tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng và phước này đến chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và cũng do phước này trợ duyên cho con phát sanh trí tuệ để tu tập sớm đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào, mến chào Thi Lâm, kính chào Diễm Nguyễn, kính chào Tam Tàng Quý, kính nhà chào Bát Nhã Đa La Mật Đa, dự gia chào đạo tràng. Dạ, một lần nữa con kính lãnh lễ chư thiên, kính chào đạo, dạ kính bạch ngài Trí Đức cùng chư tôn đức và kính thưa đạo tràng. Dạ, lúc sáng ở room với thác má thì con nhận được một cái tin của tràng, thì nếu mà không thấy huynh và anh đào quá thì Phật tử ông bài, rồi sau đó thì nghe băng hay như thế nào thì tùy ngài Trí Đức. Dạ, bây giờ thì ngài cho con một tín hiệu, giờ con phải làm gì để bạch ngài và kính nhân bích ngài, ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa thú xin nhiệt quân. Xin nhiệt quân vừa rồi để bái tâm báo thọ trì quy giới. Và bây giờ là giờ của huynh kinh ha, nhưng mà bây giờ cũng chưa thấy huynh kinh tới, cũng như xin nhật quỳnh trình bày ý kiến của đạo tràng như thế nào. Theo huynh kinh nói rằng sẽ ôn bài hoặc là mở băng, và chúng tôi thấy đó cũng là một điều thích hợp, bởi vì trong giờ của huynh kinh học về ví dụ pháp thì chúng ta có thể ôn và ví dụ pháp, hoặc là chúng ta mở để cô lại ý nghĩa bài học của huynh kinh, thì cái đó là điều rất là thích nghi. Còn riêng đạo tràng thì quý vị có ý kiến thế nào? Mời Sikmeta, Sikmeta có ý kiến thế nào?
Nếu mà huynh trên không đến thì chúng ta mở băng hay là sao này? Mời Sĩ Mên Tà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Gia, Nam Mô Sàng Khai Gia, con kính lễ Ngài Tý Đức. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, theo ý kiến của sư nói như vậy thì đạo tràng nên làm như vậy chứ đâu có ý kiến gì khác nữa. Bởi vì huynh không có đến dạy được thì mình ôn lại bài. Thì theo con thì ôn lại cái phần mà tâm sở tịnh hảo mà huynh mới vừa trở lại để dạy đây thì nó thích hợp, bởi vì mình đang học tâm sở tịnh hảo thì mình ôn lại cái bài về tâm sở tịnh hảo. Dạ, con chỉ có ý kiến vậy thôi. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng. Sa thủ Sĩ Mê Ta có ý kiến là ôn lại tâm sở tịnh hảo. Nhưng mà rồi cứ nhìn lại trong đạo tràng những người theo học về vi diệu pháp có được bao nhiêu? Ví dụ như bây giờ ôn lại tâm sở tịnh hảo, Sĩ Mê Ta, Nhật Quỳnh, Sĩ Thi Lâm có tham gia được hay không, hoặc những vị khác có bữa đến có bữa không, và cũng không vô học thường xuyên, thì bây giờ ý của quý vị nghĩ như thế nào? Nếu mà ôn lại thì chỉ có một mình Sĩ Mê Ta, Sĩ Nhật Quỳnh, và nếu mà ôn lại đường truyền của Sĩ Nhật Quỳnh tốt á thì đưa bài lên ổn định, còn nếu mà đường truyền không được tốt thì coi như là chúng ta cũng thấy khó khăn trên cái vấn đề đưa bài vở lên. Thì bây giờ ta như theo ý kiến của Sức Nhật Quỳnh thì nghĩ sao, ôn bài hay là mở lại băng để đạo tràng có nghe được tham gia? Mời Sức Nhật Quỳnh có ý kiến ha. Nghe băng về bài tâm sở tịnh hảo, đó là ý kiến của Sức Mê Ta. Quý vị nghĩ sao? Sức Nhật Quỳnh thấy rằng mở băng nghe để chúng ta ôn lại bài vở trong cái chuyên đề của Huynh Kinh là vi diệu pháp. Thì đó, chúng tôi nghĩ rằng ý kiến Sĩ Mê Ta rất là hay. Bởi tùy theo đại tràng ha. Bởi vì chúng tôi không nên dẫm chân lên nhau. Tức là khi chúng ta sinh hoạt về cái đề nào thì chúng ta hãy đi chuyên đề về vấn đề đó. Rồi Sinh Nhật Quỳnh không có ý kiến, vậy thì chúng ta cứ thế mà làm. Tức là ý của Sinh Nhật ta nghe lại băng về cái bài tâm sở tịnh hảo. Rồi mời Sinh Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con thành kính tri ân Ngài. Dạ, Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn ý kiến của chị Meta. Dạ, cảm ơn chị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, nếu vậy thì con xin phép nghe băng vừa rồi hay là tuần trước nữa. Tại vì Quỳnh mới vào giảng được 2 kỳ thì Nhật Quỳnh nhớ gì không biết có đúng. Dạ. Thì coi như là trưởng lão của cư sĩ đi. Dạ, thì chị có thể cho ý kiến. Dạ, nha, từng ngày, từng vừa qua hoặc tuần trước nữa, Nhật Quỳnh nhớ là như vậy. Còn nếu còn có hơn nữa thì cho ý kiến Nhật Quỳnh đi tìm. Dạ, tại vì những cái băng trước á, dạ, những cái băng trước á thì máy Nhật Quỳnh hư rồi chị ơi. Nhật Quỳnh thâu suốt một buổi học như vậy mấy tuần luôn á, mà bây giờ máy hư không có mở ra được để lấy bài ra, nên Nhật Quỳnh đang tìm cách như thế nào hỏi thăm hỏi reng
tùm lum tà la để có thể mở được cái máy để lấy bài bỏ vô USB. Mà cũng Ngọc Quỳnh cũng tự trách mình quá y, nhà quá y, công việc nhiều quá không chịu lấy bài bỏ ra USB sẵn đi, lỡ có hư thì mình cũng còn bài trong USB. Bây giờ thì thôi đành chịu, tùy duyên phải không chị? Dạ vậy giờ nghe nghe băng vừa qua phải không chị? Dạ vậy Nhục Quỳnh xin phép được xuống mic. Dạ bài tuần trước nha, coi như là tuần trước một tuần trước nữa, hai tuần chị ba chị thích nghe băng nào? Băng tuần trước nữa hay là tuần vừa rồi? Alo, chị Meta cho Nhục Quỳnh biết đi. Một là tuần đầu tiên mình trở lại. Dạ tuần rồi, dạ cảm ơn chị. Dạ bây giờ thì Nhục Quỳnh xin phép được xuống mic ạ. Cầm ba chánh mạng Samma A Chi Vô. Nhóm ba vô lượng phần ấp tá manh nhà có ai? Một bi cá rú na, hai tùy hỷ mú đi ta. Nhóm bốn có một tuệ quyền tăng nhìn trí giác. Dạ Nguyên Như xin nhường mic cho vị khác ạ. Dạ một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhục Quỳnh vào đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Meta cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ không thấy bàn tay của ai nên Nhục Quỳnh sợ hết thời gian để học, nên Nhục Quỳnh xin phép được trả bài. Quý vị nào đưa tay trả bài thì Nhục Quỳnh mất ra nó mất bức tác. Dạ Nhục Quỳnh xin đọc ạ. Năm sở tịnh hảo so khoan đá chê đá sĩ cá có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 tở tịnh hảo biến hành sơ phá nát xa tha ra na có 19. Một tính xa, hai niệm sát tí, ba tàng hí rí, bốn quý ốt tắc bằng, năm vô tham, alo phô sáu vô sân, adô sơ bảy hành xã, tát trắng mắt, chát tát ta, tám tịnh thần, ca giác bát, sát thiết, chín tịnh tâm, chít, tát bát sát thiết. Mười kinh thân ca giá lá bát ca giá lá hút ta. 11 kinh tâm chích ta lá hút. 12 nhu thân ca giá mu đu ta chích ta mu đu ta. 14 thức thân ca giá cầm manh nhát ta. 15 thức tâm chích ta cầm manh nhát ta. 16 thường thân ca giá bà guân nhát ta. 17 thường tâm chích tắc ba guân nhát ta. 18 chánh thân ca yut chút ca ta. 19 chánh tâm chích tuất chút ca ta. Nhóm 2 giới phần virati vô có 3, 1 chánh ngữ,
Samma vācha hai chánh niệm, Samma kammanto ba chánh mạng, Samma ajivo. Nhóm ba vô lượng phần Appamanya có hai, một bi karuna, hai tùy hỷ. Mudita có một tuệ quyền, banh nhìn trí giác. Dạ, như mình đã trả lời. Kính mời đạo tràng đưa bàn tay tiếp tục ạ. Nam mô tha giá, hình như không còn vị nào trả bài nữa bên đây. Hồi lúc sáng là mình học có vấn đề cái lớp học của Thác Thâm Má, nhiều người không vào được, rồi nó đủ trở ngại hết trơn. Nên không biết bây giờ quý vị và đạo tràng Phật giáo Nam Truyền có dễ không? Dạ, thấy hôm nay những vị mà có thể cầm mút thì ít có vào. Dạ, nên Nguyễn Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời Vinh cầm mic để giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Tha. Dạ, dạ Vinh ạ. Rồi, hôm trước là chúng ta học đến tâm sở niệm, tức là trong 25 tâm sở tịnh hảo thì chúng ta học về tính rồi niệm rồi, thì hôm nay chúng ta đi vào tâm sở tàm và quý nha. Giờ mình học tâm sở tàm trước. Tàm ý lý, xin tự mình ghi là tàm ý lý. Rồi chúng dòng ghi tàm hai chấm. Thẹn phải xấu hổ, ý nghĩa chữ tàm là thẹn phải xấu hổ. Đúng rồi. Có câu Hán tự người ta ghi như này: tự tàm hình quế, tự tàm hình quế, tức là tự thẹn mình xấu, để chứng minh cái chữ tàm ha, là tự tàm hình quế, quế chữ các tự tàm hình quế là tự thẹn mình xấu, tự tàm hình quế đúng không? Hai chấm tự thẹn mình xấu là tự khổ thẹn mình là xấu rồi. Đúng là tự thẹn. Ok rồi, hai giờ mình đi vào chữ Pali dí lý. Cái ngại
Y lý e e dè hổ thẹn xấu hút, đọc lại nha, e ngại nè, e dè hổ thẹn xấu hổ. E ngại dè hổ thẹn xấu hổ, mắc cỡ đối với các điều xấu, mắc cỡ đối với các điều xấu. À, điều tội lỗi có thể phát sinh từ thân khẩu, điều tội lỗi có thể phát sinh từ thân khẩu. Nên hổ thẹn. Chứ có phải phát sinh từ thân khẩu nên hổ thẹn. Phát sinh từ thân khẩu nên hổ thẹn. Rồi tức là ở đây cái chữ tàm thì nghĩa thông thường như là thẹn hay xấu hổ, nhưng mà cái vấn đề này mình nó chứ mình dễ lầm lẫn, bởi vì chúng ta nên nhớ cái chữ tàm là chữ hi rí nè, chữ hi rí rồi đó, là nó nằm trong tâm sở tịnh hảo. Đây cái căn bản đầu tiên mình phải nắm ha, để thôi lẫn lộn ha, để lộn với lại tâm sở bất thiện là mệt. Tàm hi rí là thuộc về nhóm tâm sở tịnh hảo áo, thuộc cái hành luôn, thì nó là một tâm sạch, tâm sở đẹp. Thì như vậy nếu mình nói thẹn hay xấu hổ thì chúng ta sẽ có cái cảm tưởng giống như là không tốt. Bởi vì công nhận không? Thì thấy thẹn hổ thẹn thì cái mình đi thấy cảm thấy có cái cảm giác như là sao ha? Nó là thiện pháp. Cho nên đây chúng mình phải hiểu cẩn thận lại, ngay cả cái câu chữ Hán là tự tàm hình quế là tự thẹn mình xấu, tức là tự cảm thấy mình xấu hổ. Thì nó sẽ thành cái kè hổ thẹn xấu hổ, mắc cỡ đối với các điều xấu, điều tội lỗi có thể phát sinh từ thân khẩu nên mới là hổ thẹn. Tức là ở đây phải nên hiểu là cái điều sẽ phát sinh chứ không phải là điều đã phát sinh, mà phát sinh sự hối hận nó khác nha, không phải là hối hận. Khi mà mình làm một cái việc ác, việc xấu, mình cảm thấy xấu hổ, cảm thấy hối hận ngăn năn thì lúc đó là thuộc về tâm sở bất thiện, nó thuộc về sự hối sân đực là hối, thuộc về sự tâm sở hối hận. Cho nên khi mà mình đã làm việc xấu mà cảm thấy hổ thẹn, mặt cỡ hổ, hối hận những việc đó thì nó rơi qua trạng thái hối hận. Còn bây giờ cái việc ác mà mình sắp làm, mình sẽ làm, nhưng mà mình cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn, mình không làm, thấy cái điều đó chẳng hạn như giận cấp, mình tính không cấp nhưng mà cái tâm mình khởi cái phát sanh chữ xấu hổ, cảm thấy là ngại ngùng, mắc cỡ. Mắc cỡ với điều ác mình chưa làm, mình muốn làm, mình mắc cỡ mình không làm, thì cái đó là hi rí, cái đó là tàm. Còn mà khi mình đã làm là mình cảm thấy xấu hổ, cảm thấy hối hận ngăn năn thì thuộc về hối hận. Còn vô là một cái sự không hổ, tức là mình làm luôn, tức là không sao được, mình quên mình làm luôn thì lúc đó là vô tàm. Cái này nó chi tiết chút xíu chứ, chẳng hạn như bây giờ ví dụ như xin mấy ta tính chửi đứa con mình, giận quá chửi đó, nhưng mà khi mà mình tính vừa tính chửi đó, mình cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn mình vậy mà mình đi chửi điều đó không tốt thì cái tâm mình phát sinh cái tâm sẽ tạo. Nhưng mà khi mà nó khởi muốn chửi con thì mình chửi luôn, và tao không cần biết mà chửi luôn, thì lúc đó mình là vô tàu vì nó được. Khi mình làm luôn cái điều đó thì là do tàm, rồi khi làm xong cảm thấy hổ
thẹn xấu hổ, cảm thấy căng rứt quan tâm, thì lúc đó là hối hận. À, hối hận nó có những cái mà mình phải để ý xíu. À, nó theo cái thời gian không gian ha, mình phải để ý xíu về này. Thì đó là cái chữ hy lý này, tức là mình e dè, mình hổ thẹn, mình xấu hổ, mắc cỡ đối với cái ác bất thiện pháp mà mình sắp làm, mình sẽ làm, mà mình cảm thấy xấu hổ mình không làm. À, cái đó là tàn quỷ của tâm thiện nó sanh khởi, cái tâm thiện pháp nó sanh lên. À, mình thôi không có làm điều này, mình xấu, điều này không tốt. À, thì chính cái tàm này nó ngăn chặn những ác pháp không cho phát sinh. Còn ác pháp mà nó sanh lên luôn, nó làm luôn, mình làm luôn thì làm vô tàm. Làm xong mà hối hận ngăn năn thì nó thuộc về hối hận, thuộc về bất thiện pháp. Chỉ có tàm này mới là thiện pháp. Cái gì cẩn thận này, để ý này, cái gì mình không biết, bởi nhiều khi nó phải hối hận, làm việc gì phải biết hối hận ngăn năn thì là tốt. Thì nó không phải hối hận ngăn là tốt, tốt khi nào mà mình cảm thấy cái việc ác mình đã làm rồi. À, mình hối hận cái việc đó là xong, nhưng mà mình quyết tâm mình không làm nữa. À, nó dễ từ nay mình chưa, mình không làm nữa, thì đó mới là một sự tốt để phát sinh sau đó. Còn ngay cái chỗ hối hận cái việc ác mình đã làm đó, thì đó là xấu, không tốt được. À, trong cái vi pháp chúng ta học thấy rất là chi tiết những cái tình huống mà đó là rất là chi ly trong đó ha. Và chúng ta phải nắm rõ cái chữ tàm hiểu ý này là thuộc về tâm sở tình hảo, tức là thuộc về tốt đẹp chứ không phải là xấu, chứ không phải những sự mà hối hận ngăn năn ha. Thì đó là cái tâm sở tàm. Rồi thêm một số từ khác, một số từ khác hai chấm. Rồi xin chào ha. Lương tâm ha. Mở mặt. Người có lương tâm nên không dám làm ác. Đúng không ạ? Người có lương tâm nên không dám làm ác. À, rồi cái từ thứ hai nữa là ngăn ngừa mặt ha. Cảm thấy hổ thẹn không cho thân khẩu ác phát sinh. Cảm thấy hổ thẹn không cho thân khẩu ác phát sinh. Rồi, tức là hai cái từ này chúng ta có thể đồng nghĩa với chữ tàm. Tức là lương tâm, tức là một dùng cái từ lương tâm, tức là người có lương tâm. Người có lương tâm tức là có cái tâm thiện đó, người có cái tâm tốt đó, thì nó không dám làm gì cái ác. Chẳng hạn như giờ yêu sát sanh, thì người mà thấy người ta có lương tâm sợ, người không dám làm ác, làm những điều này tội lỗi, người ta không làm. Thì nó người có lương tâm. Rồi nói về sự ngăn ngừa, tức là cái người mà nó cảm thấy sự hổ thẹn về những điều ác xấu, mà nó không có cho ngăn chặn, ngăn ngừa, không cho cái thân mình làm ác, không cho cái khẩu mình nói ác. Thì như vậy cái chữ lương tâm và cái chữ ngăn ngừa cũng có thể hiểu là nó cũng tương đồng với cái chữ tạm, chữ hiểu biết. Đó là những vấn đề chúng ta nên hiểu rõ về cái chữ tạm một cách chính xác ha. Nó thuộc về tâm sở tình hảo, thuộc về tốt đẹp và những cái nhân đưa đến cái điều tốt lành trong cái thế gian này. Rồi. Rồi năm pháp làm phát sanh tàm, chúng ta ghi năm pháp làm phát sanh tàm. Rồi một dòng tộc cao quý. Hai tuổi đời cao.
ba địa vị xã hội. Bốn học vị. Bốn học vị. Năm là năm cái pháp này nó làm cho chúng ta phát sanh cái sự tạo, tức là khi mà một người thuộc về dòng tộc Cao Lý, ví dụ như là Siddhartha, Siddhartha Quỳnh, mà sanh trong một cái gia đình thuộc về quý tộc, gia đình giàu sang, gia đình có địa vị, một gia đình có một cái dòng dõi vua chúa này, vân vân ha, thì khi mình sanh trong cái dòng tộc quý đó, khi mà muốn làm cái việc ác xấu thì do cái dòng tộc cao quý đó mà nó giữ là làm cho cái sự tạm của mình, sự hổ thẹn cái điều xấu đó, à, là mình không cho, không dám làm điều đó do bởi có dòng tộc cao quý, à, tức là cái này nó làm phát sinh cho cái tạo, hoặc là tuổi đời cao, ví dụ như là ta sinh nhật quỳnh tuổi đời cao nha, à, thì muốn làm gì đó thì mình sợ nếu làm mình mắc cỡ nè, thẹn làm lớn tuổi rồi ai làm vậy nha, lớn tuổi là ai đi nhưng mà là phải là bạn đó thì cái tuổi đời cao, à, rồi hoặc là địa vị xã hội, ví dụ như mình có một cái địa vị nào đó trong xã hội, như là mình có chức tước ông này bà kia mà ơn, thì cũng chính cái địa vị xã hội này nó giúp cho mình họ biết hổ thẹn với những cái điều xấu, những điều ác, à, người có địa vị xã hội người ta có những cái dư để cho không bị tiếc đời, không bị sự chê trách của đời, à, do bạn phát sinh sự tà là hổ thẹn tội lỗi, à, hoặc là người có học vị cao, tức là người có chức tước người đó học vị cao là kỹ sư, bác sĩ, dược sĩ, vân vân vân, thì do nhờ có học vị cao thì người ta phát sinh cái tà, à, cái hổ thẹn tội lỗi. Rồi cái thứ năm là cái mà Phật pháp, tức là người có biết về Phật pháp và học về Phật pháp, chẳng hạn như giờ quý vị có học về Phật pháp, à, biết về kinh, về luật, về luận mình có học, à, là chính vì do biết Phật pháp là mình biết nhân quả, mình biết được điều xấu điều trái nên phát sinh cái tà, hoặc là người có học Phật pháp thì người ta cũng ngại ngùng không dám làm những cái điều mà để những người đời người chỉ trích, à, thì như vậy do năm cái pháp này là dòng tộc cao quý, tuổi đời cao, địa vị xã hội, học vị hoặc là Phật pháp, à, năm cái pháp này nó giúp cho phát sinh nhưng mà hổ thẹn với những cái điều xấu, à, đó là năm pháp là phát sanh tam tự, à, giải thích là như vậy. Bây giờ nắm được là alo, nắm được cho xin cái mong đây là học tiếp luôn, rồi ok, à, dễ đạt ha, mà thấy đạt rồi tứ ý nghĩa, tứ ý nghĩa một là trạng thái, trạng thái đấm là cách ghét sự tội lỗi, là cách ghét sự không ưa thích tội lỗi, là cách ghét sự tội lỗi, không thích tội lỗi. Là cách khi mà trách là cách ghét sự tội lỗi, không ưa thích tội lỗi, cách cách thích cách đúng rồi, cách là cách ghét, cách nói chung là cách ghét sự tội lỗi, không ưa thích tội lỗi, chứ phải phải gì đâu vậy. Viết lại, viết lại cho đó. Đúng rồi, xa thú cho Nguyễn ha. Viết vậy đó, đúng vậy. 10 điểm, 10 điểm cho Nguyễn, 10 điểm.
cho coi như quỳnh năm điểm. Rồi thứ hai phận sự là không làm việc tội lỗi, là không làm việc tội lỗi. Rồi à, này giỏi rồi, không này viết đúng là đúng cho 10 điểm á. Thứ ba, sự thành tựu. Sự thành tựu là sự thành tựu viết rồi đứng đi, nó còn lát rồi viết kịp. Sự thành tựu là cách lui sụp với chuyện ác xấu, là cách lui sụp với chuyện ác xấu, phải né tránh tội lỗi chấm, là lui sụp với chuyện ác phải xấu, phải né tránh tội lỗi. Gì vậy? Là cách lui sụp với chuyện ác xấu, và cách lui sụp với chuyện ác xấu, né tránh tội lỗi. Đúng rồi đó. Rồi tiếp theo là số 4, là nhân cần thiết. Nhân cần thiết rồi, đúng rồi. À, cái số 4 là nhân cần thiết, hay chắc là biết tự trọng. Biết tự trọng đúng rồi, đó là tứ ý nghĩa của cái tâm sở tại này ha. Thái của nó là cái thực tính pháp của nó là nó ghét tội lỗi. À, nó có là cách ghét sự tội lỗi, nó không ưa thích tội lỗi. À, thì khi mà có một sự ghét không ưa thích tội lỗi rồi đó thì nó thuộc về thiện pháp, mà tức là mình không ưa thích điều xấu, không ưa thích những điều mà ác. À, rồi cái phận sự của tâm sở tàm nó là nó làm việc và nó thúc đẩy nó làm việc không có tội lỗi, hoặc là nó không làm việc tội lỗi. À, nó không làm việc tội lỗi hay nghe sư cô đại viên nói vậy. Rồi cái sự thành tựu của nó thành tựu được là có một cái sự lui sụp với chuyện ác, tức là nó không có tiến tới với chuyện ác, nó lui sụp chuyện ác, chuyện xấu, và nó né tránh những cái điều xấu, những cái điều tội lỗi, những cái điều gây nên những cái tổn thất, tổn hại. À, thì đó là sự thành tựu của nó. Và cái nhân cần thiết này là có sự tự trọng, tức là mình biết tự trọng và biết tự tôn. À, đó là cái nhân cần thiết. Thì như vậy là bốn ý nghĩa của cái tâm sở tàm. Rồi thì những điều cần nhớ chấm. Điều cần nhớ có mặt trong các tâm tịnh hảo. Đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo quại cộng 13 tâm sở tà tha. Đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo quại cộng 13 tâm sở tà tha. Cộng với 13 tâm sở tà tha, cộng với 13 tâm sở tà tha, đánh dấu cộng lên, cộng 13 tâm sở tà tha. Đúng rồi.
Rồi, tiếp theo là hiệp cùng các thể tánh thiện vô ký. Hiệp cùng các thể tánh thiện vô ký. Quá và gì ta? Vi tác, vi tác kìa. Tại ơi, nó viết chữ vi tác nó chắc rồi. Nhân quả và vi tác. Thì đúng nữa là sửa cái chữ vi tác ra làm duy tác thôi. Họ đổ nữa, lại họ đổ thì không cho thiện phải cái quả và duy tác. Duy tác tâm duy tác á, học ngoài học ngoài cái năm nay rồi như con viết chặt đây rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi, xa thú xa hoa. Đồng sanh với ba nhân thiện. Đồng sanh với ba nhân thiện. Ba nhân thiện là ba nhân gì cái gì? Đồng sanh với ba nhân thiện là ba nhân gì? Nó thử nghe nè. Đồng ghi ra nó đúng không? Ba nhân thiện không? Ba nhân thiện bao học bao bỏ hết trơn rồi. Cô Meta, cô Nhật Quỳnh, Châu Nguyễn, Nguyên Như, vân 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 vân. Ba nhà ba nhân nào? Tôi đâu xem xe lúc rồi xa lúc tớ quên hết rồi nó chết luôn. Quên hết rồi kìa này chắc mình cuốn gió lên núi luôn quá. Hay Quy Nhơn, Quy Nhơn đi Quy Nhơn đã giờ nó vòng vòng đó rồi. Ok. Đồng sanh với ba nhân thiện đó mà biết là bộ thai của Sanusi và ba nhân thiện rồi trường này tương hợp tiếp theo nha. Tương hợp với hai thọ hỷ xã. Đi luôn mà chắc luôn chắc biết rồi, nói chốt luôn. Rồi, ngọn nước, trốn cho đã, đi chơi cho đã, rồi về ngọn nước. Tương hợp với hai thọ, hai xã, rồi. Tương ưng với tứ danh quẩn. Tương ưng với tứ danh quẩn. Rồi, tứ danh quẩn là gì? Thì nó xin được quên. Tứ danh quẩn. Xin được quên, xin được ba nguyên như Câu Nguyễn. Gì đó, Tâm Tâm Mi Kama, Ma Kami gì đó. Vân vân. Tứ danh quẩn là gì? Họ tưởng hành thức. Đúng không? Đúng không? Quý vị. Hay đúng cho băng đây, hay sai cho cái à,
rồi đúng là xa thấu, xa thấu 10 điểm, 10 điểm xa thấu. Rồi bất tương ưng với sắc quẩn, bất tương ưng với sắc quẩn. Sắc quẩn là gì ta? Bất tương ưng với sắc quẩn, sắc quẩn là gì ta? Quẩn là màu sắc, là sắc đẹp hay là gì ta? Sắc pháp xà thú, xà thú sắc pháp xà thú luôn. Thâm mi ca, thâm thâm mi ca 11 trong quyển 11 luôn. Sắc khoái số 11 là gì ta? Sao lấy số 11 vậy? Đây, mạng cho à, cho số 11 thì có vấn đề lắm, lắm số đề 1 á. Vấn đề số 11 vấn đâu bao lâu lưỡng thức ở Việt Nam. Rồi đó là chúng ta học xong cái phần ngành xe ba, tức là tập xe ba mình có tất cả phần tình hảo từ tâm dục giới tình hảo, tâm đại, tâm siêu thế gì nó có mặt hết không. Đồng sanh có 24 tâm sở tình hảo, tức là tâm sở tình hảo có 25 thì tâm sở tạm là một rồi, còn 24 tức là nó đồng sanh có 24 tâm sở tình hảo còn lại cộng 13 tâm sở tự tha. Và sau đó bắt đầu mình học đó, rồi hiệp cùng thể tánh thiện vô ký. Nó chỉ hiệp thể tánh thiện với vô ký thôi, chứ nó không hiệp với thể tánh bất thiện. Rồi nó thuộc giống thiện, giống quả, giống di tác luôn. Thiện có, mà quả cũng có, di tác cũng có. Rồi đồng sanh với ba nhân thiện, vô tham, vô sân, vô si. Và tương hợp với hai thọ, hỷ và xả. Bởi vì trong những cái tâm tịch nó chỉ có thọ hỷ và thọ xả, chứ nó không có thọ ưu hay thọ khổ. Cho nên nó chỉ tương hợp với hai thọ, hỷ và xả. Mà nó tương ưng với tứ danh quẩn, họ tính hình thức, và mất tương ưng với sắc quẩn, tức là phần sắc pháp, và không có tương ưng pháp. Rồi đó là xong cái tâm sở tàm. Giờ chúng ta đi tiếp theo tâm sở quý, ớt tóc bát quý, ớt tóc bát. Ớt tóc bát, rồi ok. Cái dòng quý hai chấm, sợ hãi, ghê sợ, có cái câu trong cái từ điển của từ triều chủ, thiều chủ nó ghi là động lòng vì sợ mà tâm rung động, gọi là quyết. Nên nó là một cái nghĩa mình ghi thêm để mình biết thêm, động lòng phải vì sợ mà tâm rung động. Quý nhưng mà ý quý, quý nghe khác, quý động lòng phải vì sợ mà tâm rung động gọi là quý. Thì trong cái ý nghĩa nào về cái tiếng tiếng Hán là chỉ quý, sợ hãi và ghê sợ, động lòng vì sợ mà tâm rung động gọi là quý. Thì vấn đề này chúng ta coi chừng lẫn lộn với cái sự mình nghe cái từ ngữ sợ hãi ghê sợ, là mình lẫn lộn với cái tâm sợ hãi, mà cái tâm sợ hãi là thuộc về tâm sân. Cho nên mình cẩn thận dừng như cái hiểu lầm này, bởi vì cái tâm sở quý này nó thuộc về tâm sở tình hảo. Cái sự sợ hãi này nó khác với cái sự mình sợ hãi của tâm bất thiện, hai cái nó khác. Cho nên để nha, rồi mình ghi tiếp mà về tiếng Bali đó, là mình ghi là tấp tấp bát hai chấm, tấp tấp bát.
Rồi, đọc đầu dòng đó ha. Thấy nguy hại với thân ác, khẩu hành ác. Thấy nguy hại với thân hành ác, khẩu hành ác. Rồi, tôi đánh tiếp cho bà thầy tiếp. Sợ hãi với các việc ác. Sợ hãi với các việc ác. Rồi, đánh bà tiếp nữa. Ghê tởm với các điều đáng ghê tởm. Ghê tởm với các điều đáng ghê tởm. Rồi, một câu hỏi nữa. Kinh sợ do biết hậu quả xấu trong tương lai. Kinh sợ do biết hậu quả xấu trong tương lai. Khiếp đảm sợ hãi là tâm quý là sợ hãi, còn cái ốc tập ba cũng nó thấy nguy hại nhưng mà nó thấy sự nguy hại với thân khẩu là nát, nó sợ hãi trong cái việc ác, tức là cái thấy cái việc ác nó ghê tởm, nó sợ hãi, nó kinh sợ, nó không muốn làm những việc ác đó. Ví dụ như mình khởi một cái tâm lớn sát sanh hoặc là muốn đánh này, khởi tâm lớn muốn tính đánh gì đó, nhưng mà cái quý sanh khởi tức là sự sợ hãi cái việc đó. Mình nói việc này kinh tởm, mình làm đánh mình hại nó không có tốt đẹp, xấu xa mà này kia nọ, thì cái tâm sợ cái việc xấu đó, thì đó thuộc về quý. Còn cái tâm mà sợ hãi kia là sợ khiếp đảm, sợ những kia, sợ ma sợ quỷ, sợ này kia đó, thì nó là thuộc về tâm sân, nó khác. Hai cái này là mình phải cho nó rõ ràng ha. Thì đó, hoặc là kinh sợ mình biết được, do khi mà mình đánh người ta, mình hại người ta thì sẽ có cái hậu quả, sẽ phải mang lấy những hậu quả xấu xa trong cái tương lai về sau, do vậy mình sợ mình không dám làm. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta cần hiểu một cách rõ ràng, phân biệt ranh giới cái đường ranh giữa thiện và bất thiện một cách rõ ràng. Cho nên khi hiểu được thiện và bất thiện một cách rõ ràng là mình sẽ không bị lầm lẫn, mình không bị lẫn lộn trong vấn đề đó. Chúng ta mình dễ lẫn lộn ha. Rồi, bốn pháp làm phát sanh quý. Bốn pháp làm phát sanh quý. Bốn pháp làm phát sanh là dòng một sợ tù tội. Hai, sợ khổ cảnh. Hai, là khổ cảnh. Ba, sợ bị quở trách. Sợ bị quở trách. Bốn là sợ lương tâm cắn rứt, phải tự trách mình. Sợ lương tâm cắn rứt, phải tự trách mình. Sợ lương tâm cắn rứt.
Do mình làm bậy mình sẽ bị ở đâu sợ nhà phải phát sinh quý không dám làm những cái điều bậy đó nữa thì nguyên nhân thứ nhất là do sợ tù tội, hai là do sợ khổ cảnh, tức là do sự sanh vào những cảnh giới địa ngục như vậy ha, do sự sợ hãi khổ cảnh đó. Rồi từ sợ hãi nó phát sinh sự quý là sợ luôn những cái việc xấu, không dám làm những việc xấu, bởi vì khi mình làm những việc xấu nó sẽ đưa mình đi xuống khổ cảnh. Thứ ba là sợ bị quở, là sợ bị người khác mình phải quở trách, người ta chê, người ta chỉ trích mình, nói người mình như vậy mà đi làm ác này kia nọ, người vậy mà đi là làm những cái chuyện mà bậy bạ vân vân ha, sợ bị quở trách. Hoặc là thứ tư là sợ lương tâm cán rít, tức là tự mình trách mình. Rồi bốn cái pháp là phát sanh quý, là chúng ta biết là như vậy. Rồi tiếp theo là tứ ý nghĩa. Một trạng thái lắc khả là một trạng thái ghê sợ chán ghét tội lỗi, thấy nguy hại của tội lỗi. Ghê sợ chán tội lỗi, thấy nguy hại của tội lỗi. Rồi số 2, phận sự, 2 chấm, không làm tội lỗi, không tạo ra điều nguy hại, không làm tội lỗi, không tạo ra điều nguy hại. Rồi, số 3, sự thành tựu, lui sụp, né tránh tội lỗi. Rồi số 4, nhân cần thiết, tôn trọng người, sợ người chỉ trích. Nhân cần thiết, tôn trọng người, sợ người chỉ trích. Bốn ý nghĩa về tâm sở quý, là cái trạng thái tâm sở quý là ghê sợ, chán ghét tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, thấy những cái tội lỗi nó là một cái gì đó là nguy hại, một cái gì đó ghê gớm, ghê sợ chán ghét như vậy. Đấy, cái phận sự nó là nó cắt, nó là không cho làm điều tội lỗi, không cho tạo ra những cái nhân bất thiện, những cái điều nguy hại, những cái điều đem đến sự tổn thương cho người khác. Hoặc là sự thành tựu của nó là nó lui nó tránh tội lỗi, sụp lui sụp tránh né tội lỗi. Và cái nhân cần thiết là tôn trọng người, nó có sự tôn trọng người khác, sợ người khác chỉ trích, có sự sợ hãi không làm những việc xấu ác như vậy. Đó là tứ nghĩa của tâm sở quý. Rồi những điều cần nhớ. Có mặt trong các tâm tình hảo,
đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại, cộng 13 tâm sở tà tha. Đồng sanh với 24 tâm sở tịnh hảo còn lại, cộng 13 tâm sở tà tha. Hiệp cùng thể tánh thiện vô ký, hiệp cùng thể tánh thiện vô ký. Thuộc giống thiện quả và duy tác, thuộc giống thiện quả và duy tác. Đồng sanh với ba nhân thiện, đồng sanh với ba nhân thiện. Tương hợp với hai thọ hỷ xả, tương hợp với hai thọ hỷ xả. Tương ưng với tứ danh quận, tương ưng với tứ danh quận. Bất tương ưng với sắc quẩn, đúng rồi. Đó là những điều cần nhớ này, chúng ta nó cũng giống như tập sở tàm, tức là có mặt trong tất cả các tâm tình hảo, đầu sanh 24 tâm sở tình hảo còn lại cộng 13 tâm sở tình hảo, nó có mặt như vậy. Và hiệp cùng thể tánh thiện và vô ký, nó cũng thuộc giống thiện quả và di tác, và nó đồng sanh với ba nhân thì vô tha vô sanh vô si, tương hợp với hai thọ hỷ xả, tương ưng với tứ danh quẩn và bất tương ưng với sắc quẩn. Như vậy là chúng ta đã học xong hai tâm sở tàm và ký, dòng ghi kết ha, kết chú dòng ghi kết đánh qua tự vô, đánh qua thị thực tự vô, ghi hai chữ tàm gặp cái quý, hai chữ tạo hình bự tàm quý là tinh phải. Tàm gặp cái quý là cặp song sinh phải. Xong xin phải là hai pháp trắng, là hai pháp trắng phải. Là hai pháp hộ trì thế gian, là hai pháp hộ trì thế gian. Phải. Là hai pháp
ngăn ngừa thân tâm tránh phạm các điều ác, trắng trắng và hai pháp trắng đúng không? Rồi là hai pháp ngăn ngừa thân tâm tránh phạm các điều ác, là hai pháp ngăn ngừa thân tâm tránh phạm các điều ác, phải. Pháp tam môn rồi đó, đó là đại tam và quý, hai cái tâm sở này đó là một cặp, tức là nó không tách rời nha, hãy sao nó tam và có quý, mà có quý là phải có tam, hai cái tâm sở này hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, nó luôn đi đôi với nhau, đó là hai tâm sở được gọi là song sinh. À, và nó là hai pháp trắng, trắng tức là sạch sẽ và trong trắng và thuần khiết và đẹp, à, thì kia là hai pháp trắng, à, cho nên quý được gọi là hai pháp trắng. Và là hai pháp hộ trì thế gian, à, chính do nhờ có tàm quý này thế gian này mới được mà có những cái đời sống an bình, à, nếu mà không có tạm quý là thế gian này tiêu tục luôn, à, không có tạm quý là vô tạm vô quý là gặp cướp bóc chém giết cha con quýnh nhau mẹ con quýnh nhau loạn xộn nữa không, thì nó như là không có còn tạm quý nữa, thì hai pháp này không có thể hậu trì thế gian, và chính vì do có tạm quý thế gian mới được tồn tại, do vậy hai pháp này hộ trì dọc thế gian được có sự yên bình, à, nơi nào còn có tàm quý nơi đó có sự an bình, à, nơi nào mà vô tàm vô quý cướp bóc rồi, hiếp đáp người này dân nó làm những cái chuyện mà tội lỗi không còn biết gì thì nơi đó không có tàm quý thì nơi đó không thể có sự an bình, không thể có sự mà hạnh phúc, à, cho nên tàm quý là hai pháp hộ trì thế gian. À, rồi hai pháp ngăn ngừa, nó cũng là hai pháp để ngăn ngừa trận, ngăn ngừa cho thân không cho tâm, à, để mà phạm các điều ác, cho thân tâm mình tránh, à, tránh được những cái, à, những cái điều mà xấu điều ác, à, đó là hai pháp ngăn ngừa thân tâm tránh phạm được các điều ác như vậy. Rồi cuối cùng tàm quý là hai pháp tác thành bậc sa môn, à, tức là tác thành một bậc thiện trí thức, một bậc, à, thiện hạnh. À, khi nào mà mình còn tàm quý, có tàm quý, à, có gìn giữ giới hạnh này kia, còn có một cái đời sống đạo đức thì được gọi là, à, mà khi mà chúng ta không còn tàm quý nên thì không thể gọi là sa môn nữa, à, thì như vậy đó là tàm quý là cặp song sinh, tàm quý là hai pháp cánh, tàm quý là hai pháp hộ trì thế gian, tàm quý pháp ngăn ngừa thân tâm tránh phạm các điều ác, tàm quý là hai pháp tác thành bậc sa môn. À, quý vị phải luôn để nhớ cái hai cái chữ này, à, những cái cặp nữa đi nha như vậy, à, thì chúng ta khi một người có được cái tàm quý mạnh mẽ thì người đó mới có thể tiến được, còn không có thì thôi vô phương, à, lúc nào muốn quýnh ai cũng muốn chữ ai chữ, muốn cắt cắt, muốn hại ai hại, cũng làm điều gì thì làm, à, không còn tàm quý nữa thì lúc đó coi như là xong tồn, à, thì do là tàm quý là hai pháp đi đầu để hộ trì thế gian, hộ trì đạo đức và đi sâu hơn nữa là hộ trì giới hạnh của mình, trì con đường tu của mình. Như vậy tàm quý là tập song sinh là pháp trắng, đó là như vậy. Rồi hôm nay chúng ta học xong hai tâm sở tàm và tâm sở quý, à, cái phần học về pháp. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần thứ ba là phần câu hỏi. À, quý vị chuẩn bị tinh thần nha, là vô phần câu hỏi nào, à, cho nghỉ sơ hơi chút xíu á. Nghĩ sao mấy phút rồi lên hay lên có gì ta cũng ca hát của nó muốn nói chuyện gì đó lên cho 5 phút đi, 5 phút sau đi. Thank you.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Tị Duyên. Dạ Nhật Quỳnh kính chào đầu tràng. Con có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ xin cho Quỳnh một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ có vị nào còn trước máy không? Có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn chị Mạch Tà. Dạ cô Tự Duyên có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không cô? Dạ Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng. Dạ bài học đến đây thì cũng tạm dừng. Quỳnh Kinh đã sắp cho câu hỏi. Nhật Quỳnh cũng thấy một điều hay là mình ôn lại bài đó, Nhật Quỳnh có thể sửa lại những cái khi mà Nhật Quỳnh gõ lên nó sai chính hoặc là nó thiếu chữ. Bây giờ nghe lại thì Nhật Quỳnh ngồi nghe và gõ lại và đưa lên đạo tràng thì thấy cũng được một điều cũng rất là tốt, phải không chị Meta? Bây giờ chị Meta có dò bài không? Dạ ta có dò bài không? Tại vì cái lúc mà Quỳnh mà dạy thì Nhật Quỳnh chú tâm mà cái tai Nhật Quỳnh và tai Nhật Quỳnh nó cũng lãnh lãng rồi và cả rồi nên viết trật lên trật xuống. Bây giờ lợi nghe lợi thì cũng rất là tốt. Và bây giờ thì ý kiến của con hàm bạch với ngài cũng như kính thưa đạo tràng là bây giờ Nhật Quỳnh có thể bớt cái tâm sở tịnh hảo 25 sở tịnh hảo ra để chị Meta cô tỷ ơi có nghe được âm thanh Quỳnh không? Và vị nào trong đạo tràng có thể thì ôm lại. Dạ Nhật Quỳnh mời quý vị ôm bài lại. Xong rồi Nhật Quỳnh thỉnh năng ngài chút khúc để mình có thể nghỉ sớm. Chị Meta có đồng ý gì? Đạo tràng có đồng ý không? Có đồng ý như vậy không ạ? Năm một hai dạ. Rồi vậy ha. Dạ Nhật Quỳnh sẽ Nhật Quỳnh sẽ bớt bài ra ta xung không đọc nha. Rồi cô Tự Duyên trở lại máy thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ con thành kính đảnh lễ thượng tọa Năm Nguyên về vào rồi. Dạ con có thể cũng bớt bài bài của Huynh Kinh ra đó bà sư, tại vì hôm nay không có Huynh Kinh vào nên nãy giờ chúng con nghe lại bài và ôn lại bài thôi. Thì con sẽ bớt ra chị Meta đọc trước để sư vào bình tĩnh rồi con cung thỉnh sẽ cầm mic được thì con cung thỉnh sư có thể đọc ạ. Bây giờ thì con xin phép được. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Giá, Nam mô Sang Đại Ngài Trí Đức, con kính sư Thành Tâm, con kính lễ cô tu nữ Tị Duyên và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ ba xin đọc lại, xin ôn bài lại đó. Dạ tâm sở tỉnh hảo so phá ná chê cá si cá có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 tâm sở tịnh hảo so phá ná sa tha ra na có 19. Một là tính sa tha, hai niệm sa tí, ba là tàm hí rí, bốn quý ô tấp băng, năm vô tham á lô phô, sáu là vô sân á đô xô, bảy là hành xả tá trá mắt chát tá ta, tám là tịnh thân ca giá bát sa thí, chín tịnh ô
Dạ, con xin đọc lại. Chính là tịnh tâm, citta bát sát thí. Dạ, 10 là khinh thân, ca giá lá hú ta. 11 khinh tâm, citta lá hú ta. 12 nhu thân, ca giá mú ta. 13 nhu tâm, chích mú đú ta. 14 thích thân, ca giá căm manh nhá ta. 15 thích tâm, chích tá căm manh nhá. 16 thôi thân, ca giá gun nhá ta. 17 thuần tâm, chích tá nhá ta. 18 chánh thân, ca dút chú ca ta. 19 chánh tâm, chích tút chú ca ta. Nhóm 2 giới phần ra tí vô có 3, 1 là chánh ngữ samma wa, 2 chánh nghiệp samma kammanto, 3 chánh mạng samma jivo. Nhóm 3 vô lượng phần appama có 2, b cá ma 2, tùy hỷ mú đi ta có 1, tuệ quyền banh nhìn trí giác. Dạ, vậy là xong. Dạ, Metta xin trả lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Mẹ Trí Đức, Thượng Tọa cùng Chư Tôn Đức Tăng Hiền Diện. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và tử. Và tự nhiên xin đọc lại nhóm tâm sở tình hảo. Tâm sở tình hảo Sofana Tasika có 25, làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tình hảo biến hành. Sopanasatharana có 19. Alo, alo, nghe không? Alo, sao? Mười khinh thân, ca giá lá hút ta. 11 khinh tâm, chích tá hút ta. 12 nhu thân hút ta. Cái gì một sao tới alo alo. À, tại vì tiên không có thấy. Bây giờ tự nhiên tiếp là số 16 hả? Có phải vậy không Ngọc Quỳnh? 16 thuần thân, ca giáp ba quân nhất ta. 17 thuần tâm, chích tắc ba quân nhất ta. 18 chánh thân, ca vũ chú ta. 10 chánh chích tú chú cách ta.
Viratiyo có ba chánh ngữ: Sammavacha chánh nghiệp, Sammakammanto ba chánh mạng, Sammaacchivo nhóm ba phần. Appamanna có hai: một bi, Karuna hai thị hỷ, Mudita nhóm bốn có một: tuệ quyền, Panindriya. Dạ, như vậy là hết rồi phải không nhỉ? Tự nhiên xin xuống mất. Dạ. Dạ, sa thú kính ơn cô tu nữ tại viên. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, con không biết thượng tọa Nam Nguyên có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn cô tại viên và chị Bích Ta. Dạ, do cái máy Nhật Quỳnh nó chậm đó cô tại viên nên bớt không kịp. Mà Nhật Quỳnh để sẵn thì khi có trục trặc gì thì chắc lên kịp nên sám hối với đạo tràng. Dạ, vậy sư có nghe âm thanh con, sư có thể cầm mic để ông bài 25 tâm sở tịnh hảo không bạch sư. Dạ, nếu được thì sư cho con một tín hiệu để con kính nhân bích tịnh sư. Dạ, xả thú lành thai con kính nhân bích tịnh sư. Nam mô Tha Giá. Dạ, con kính bạch chế thượng tọa Nam Nguyên. Dạ, không biết máy của sư như thế nào mà sư cầm mic, chúng con không có nghe được âm thanh của sư. Dạ, cảm ơn cô tuệ duy. Mà con chắc lên màn hình có lẽ là sư không có nhìn, sư mắt nhìn bài sư đọc nên sư không có thấy cái con chắc lên. Dạ, cảm ơn cô tuệ duy cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư?
sư có thể chỉnh máy được không? Dạ, sư có chỉnh máy được không? Thấy sư vào đạo tràng, chúng con rất là mừng. Sư có chỉnh máy lại. Dạ, sư đang dùng laptop hay iPad gì đó. Dạ, sư có thể chỉnh máy lại cái phần cầm mic đó bạch sư. Dạ, trong khi chờ đợi sư chỉnh máy, có gì thì sư cho con một tín hiệu để con có thể dân mít đến sư. Dạ, bây giờ con ôn bài ạ. Dạ, con xin phép được ôn bài. Tâm sở tịnh hảo, Sopana Che Tassika có 25 chia làm 4 nhóm. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, rồi, con thấy sư thanh tâm vào rồi. Con cung thỉnh bàn tay của sư, sư đổi máy có thể sư cầm mít được đó. Con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, mô Phật, hy vọng kỳ này quý vị nghe được. Dạ, trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và tất cả quý Phật tử. Bây giờ sư xin trả bài, sư xin đọc bài Tâm Sở Tịnh Hảo, Tâm Sở Tịnh Hảo, Sopana Che Tassika, có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành Sopana Satarana có 19. 1. Tính Satha. 2. Niệm Sati. 3. Tàm Hi Rí. 4. Quý Uttapang. 5. Là vô tham Alopo. 6. Là vô sân Adoso. Số 7. Là hành xả Tatamaya Tata. Số 8, tịnh thân Kayabhasati. Số 9, tịnh tâm Chittabhasati. Số 10 là khinh thân Kayalahuta. Số 11 là khinh tâm Chittalahuta. Số 12 là nhu thân Kayabhuta. 13 là nhu tâm Chitta Muduta. 14 là khinh thân Kayakammanata. 16 là thích tâm là Chitta Kammanata. 16 là 5 là thích tâm Chitta Kammanata. 16 là thuần thân Kayabhagunata. 17 là thuần tâm Chitta Ba Gun Nha. 18 là chánh thân Ca Yut Yut Kata. 19 là chánh tâm Chit Tu Yut Kata. Nhóm 2, giới phần Quý Rá Tí Vô có 3. 1. Chánh ngữ Samma Va Cha. Số 2, chánh nghiệp Samma Kammanto. Số 3 là chánh mạng Samma Ajivo. Nhóm 3, vô lượng phần Appamanya có 2. 1. Bi Karuna. 2. Tùy hỷ Mudita. Nhóm 4 có 1 là tuệ quyền. 1 là tuệ quyền Banyin Rí Giá. Rồi tới đây là xong rồi, phải không? Rồi rồi, kính mời vị kế tiếp nha. Dạ, yeah. Yeah, sa thú chúng con thành kính tri ân thượng tọa thành tâm rất nhiều. Dạ, yeah. Sư cầm mít rất là hoan hỷ. Dạ, yeah. Cảm ơn cô Tuệ Duyên cho Nhược Quỳnh biết được tín hiệu. Cô Tuệ Duyên ơi, cô có thể cô có muốn đọc lại không? Hồi nãy cô thì trục trặc, Nhược Quỳnh cũng trục trặc, cô không có được suôn sẻ như sư Thanh Tâm. Cô có muốn đọc lại không thì Nhược Quỳnh nhường mic, Nhược Quỳnh bớt bài đời cho cô đọc lại. Cô có đồng ý không? Cô có vui lòng không? Cho Nhược Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, năm tha giá. Dạ, cô Trị Duyên đồng ý, đời mừng quá. Dạ, kính mời cô ngàn. Dạ, sa thú, xin Nhật Quỳnh đồng ý.
Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm, Ngài Trí Đức đang hiện diện. Và con xin đọc lại bài Tâm Sở Tịnh Hảo. Tâm Sở Tịnh Hảo Sopanache Tassika có 25. Chia bốn như Tâm Sở Tịnh Hảo biến hành Sovanasa Tharana có 19. Một tính sắc tha, niệm sắc, ba tham hi rí, bốn quý ất cấp bằng, năm vô tham alofo, sáu quân adoso, bảy hành xả Tát-ca-mát-cha-tát-ta, tám tịnh thân Ca-yá-pa-sát-thí, chín tịnh tâm Chít-ta-pa-sát-thí, mười khinh thân Ca-yá-la-hú-ta, Chít-ta-la-hú-ta, 12. Nhu thân Ca giá muôn đô tà 13. Nhu tâm Chích 14. Tích thân Ca giá cầm mình nhá tà 15. Thích tâm Chích Đã cầm mình nhá tà Phần thân Ca giác ba quân nhất tà 17 thuần tâm chích tắc ba quân nhất tà 18 chánh thân và vút chú cá tà 19 chánh tâm chích tú chú cá tà nhóm 2 giới phần ra tí dụ có ba một chánh ngữ sammāvācā hai chánh nghiệp sammākammantō nhóm ba chánh mạng sammāācivo nhóm ba vô lượng phần appamanya bi karuna hai tùy hỷ mudita nhóm bốn có một tuệ quy bên nhìn cái lý giá dạ tự nhiên đã đọc xong dạ cảm ơn nhiều có cơ hội để tự nhiên đọc bài và cũng tự nhiên rất tập đi cho nên cũng cố gắng để luyện hàng ngày. Dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mất ạ. Sa thủ kính cảm ơn cô tự duyên. Dạ, đọc lại lúc nào mình thấy cũng mới hết phải không cô? Rất là hoan hỷ. Dạ, cảm ơn cô cho Nhật Quỳnh biết được. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ. Mến chào Châu Nguyễn và Thi Hải Quy Nhân. Hai nhị vị có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, bữa nay không có thầy kinh cho Nguyễn ơi, nên là đổi chương trình, có nghĩa là hồi nãy thì nghe lại băng, mà nghe lại băng thì cũng Nhật Quỳnh cũng sửa những cái lỗi mà Nhật Quỳnh hôm đó, lớp thì linh qua linh quýnh, viết sai lên sai xuống, nên hồi nãy có dịp nghe lời. Rồi chỉnh đổi và post bài lên, trong lòng cũng rất là hoan hỷ mình đã sửa được cái sai của mình, nên học xong rồi. Bây giờ tới giờ thì cho câu hỏi, nhưng mà câu hỏi thì học tràng cũng đã trả lời rồi, nên Nhật Quỳnh có ý kiến là để ôn bài lại, nên là thay vì ôn bài trước bây giờ mình ôn bài sau, mà cũng rất là hoan hỷ là được
Hưng Đạo Thanh Tâm, cô Tư Nữ Tệ Duyên, chị Mata đọc bài rồi. Bây giờ thì hai nhị vị vào cộng hỷ không? Có ông bài không? Quỳnh xin phết lại cho nhị nhị cô nương đọc à. Châu Nguyễn, Thi Hải Quy Nhân, có hoan hỷ không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh ngài xuống mít phết bài lại. Sao sao? Châu Nguyễn ơi, uống cà phê chưa? Uống cà phê chưa? À, ngài thì nói là rửa mặt súc miệng như Nhật Quỳnh. Thì Hải còn đau cổ phải không? Thôi ngồi đón đùm đi. Chứ uống cà phê bài được phải không? Rồi Nhật Quỳnh mời chú mít nhà Nhật Quỳnh phát bài lên để cho Nguyễn đọc nha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính lãnh lễ sự trí đức, con kính lãnh lễ sự thanh tâm, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Meta, cô Tuệ Duyên đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài Tâm Sở Tịnh Hảo. Số phá ná chê ta xích cá 15 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành. Số phá ná xà thà ra nà có 19. 1, tính sách tha. 2, niệm sách tí ta tàm hí rí. 4, quý ốt tắp bằng. 5, vô tham A lô vô, 6, vô sân, A đồ dô, 7, hành đã, ta tra mắt chắc ta tà, 8, tịnh thơ giá bát xá thí, 9, tịnh tâm, chít ta bát xá thí, 10, khinh thần, tà giá lá hú tà, 11, khinh tâm, chít ta lá hú tà, 12. Nhu thân ca đú tà. 13. Nhu tâm tám mũ đà. 14. Thích thần ca giác cầm mạnh nhá tà. 15. Thích tâm chích tắc cầm mạnh nhá tà. 16. Thuần thân ca giác bà vùn nhá tà. 17. Thuần tâm chích ta bà quân nhá tà. 18. Chánh thân ca giúp chú cá tà. 19. Chánh tâm chích tút chú cá tà. Nhóm 2. Giới phận quý rá tí vô có 3. 1. Chánh ngữ sàm mà hòa cha. 2. Chánh nghiệp sầm mà cầm màn tù. 3. Chánh mạng sầm mà a chi vô. Nhóm 3. Vô lượng phần áp ba màn nhà có 2. 1. Bi karuna. 2. Tùy hỷ mú đi tà. Nhóm 4. Có 1. Tùy quyền bằng nhìn trí giá. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, xa thú. Kính cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính cảm ơn cô Tị Duyên. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, Nhật Quỳnh thấy chiếc lá cuối cùng gì vào đầu tràng. Chiếc lá cuối cùng có hoan hỷ đọc bài không? Dạ, nếu có hoan hỷ đọc bài cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, Nhật Quỳnh post bài lên. Dạ, kính mời ạ.
Dạ, chiếc lá cuối cùng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, trong bảo tràng còn vị nào Thi Lâm ơi? Hôm nay Thi Lâm có đi làm không? Có thể đọc bài được không Thi Lâm? Lâu lắm rồi, Thi Lâm không có dịp cầm mic. Thi Lâm có đọc bài được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, không thấy tín hiệu của ai hết. Cô Tự Duyên ơi. Dạ, bây giờ thì con xin phép đọc bài. Cả bài con cũng... Dạ, đang lái xe. Dạ, cảm ơn. Dạ, thì con xin phép mà trả bài xong rồi. Nếu không có bàn tay nào hết thì con xin phép đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng để hôm nay đạo tràng nghỉ sớm. Dạ, trong đạo tràng có đồng ý không? Hay là có vị nào muốn chia sẻ điều chi không thì Nhật Quỳnh đọc bài xong thì cứ việc ý kiến nha. Dạ, Nhật Quỳnh cũng rất là thích đọc Bali nên Nhật Quỳnh cũng tranh thủ trả bài. Dạ, nhưng mà Nhật Quỳnh xin không hết bài ra, tại vì Nhật Quỳnh hết bài ra đó nó cứ rớt mất hoài à, nên Nhật Quỳnh xin phép. Dạ. Tâm sở tịnh hảo so phana chê ta si cá có 25 chia làm 4 nhóm. Nhóm 1, tâm sở tịnh hảo biến hành so phana sa tha na có 19, 1 tính sát tha, 2 niệm sát tí, 3 tàm hi rí, 4 quý ấp bằng, 5 vô tham a đồ khô, 6 vô sân đồ sơ, 7 hành xã tát trăm mắt chát tát tà, 8 tịnh thần ca giá bát sát thí, 9 tịnh tâm chích tát bát sát thí, 10 khinh thân ca giá la hút ta, 11 khinh tâm chích tát la hút ta, 12 nhu thân ca giá mu đu ta, 13 nhu tâm chích ta mu đu ta, 14 thích thân ca giá cầm manh nhá ta, 15 thích tâm tất cầm manh nhá ta, 16 thuần thân ca giá ba quân nhá ta, 17 thuần tâm chích tất ba quân nhá ta, 18 chánh thân ca vút chúc các ta, 19 chánh tâm chích tốt chúc các ta. Nhóm 2 giới phần Viratiyo có 3, 1 chánh ngữ Sammavacha, 2 chánh nghiệp Sammakammanto, 3 chánh mạng Sammāācivo. Nhóm 3 vô lượng phần Appamanya có 2, 1 bi Karuna, 2 tùy hỷ Mudita. Nhóm 4 có 1 tuệ quyền Panyinvijja. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bản kinh đến đây đã chấm hết. Dạ, bây giờ thì theo như chị Metta và đạo tràng có đồng ý, thỉnh ngài chị Đức Trinh chúc phúc cho đạo tràng rồi chúng ta nghỉ sớm một bữa. Dạ, có quý vị có đồng ý như gì không, và hay là quý vị nào có ý kiến gì thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu và Nhật Quỳnh sẽ làm theo ý của quý vị trong đạo tràng, phục vụ hết mình. Dạ, chứ đúng giờ thì nghỉ thôi chứ cũng không có dám đề nghị nghỉ sớm đâu. Dạ, vậy ha, vậy rồi thì để Quỳnh thỉnh coi có ngài Chí Đức không. Ngài trả lại máy chưa. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Chí Đức. Ngài có nghe được âm thanh con không bạch ngài? Nếu ngài nghe được âm thanh con, ngài có trở lại máy, ngài cho con xin một tín hiệu để ngài đúc kết chương trình học buổi ngày hôm nay à. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Ưu Tí Dâm biết. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cúng thỉnh ngài à. Dạ, quý vị có thấy tín hiệu của ngài không quý vị? Cái máy của Nhật Quỳnh nó thuộc về hiệu Quy Đăng đó quý vị, nên có lúc ngài đưa tay con không có thấy nữa. Dạ, nên là nếu mà quý vị có thấy tín hiệu ngài thì cho Nhật Quỳnh biết. Vậy là cũng không thấy rồi. Dạ, ta tí dâm bí, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức à. Dạ, ngài có trở lại máy chưa bạch ngài? Nếu cho con một xin một tín hiệu
Để con kính dâng mít đến ngài à. Rồi, vậy là xong rồi, ngài đi ngủ luôn rồi. Quý vị ơi, ngài không có chút máy rồi. Ngài thấy Nhật Quỳnh để văn ông bài có lý quá nên ngài đi ngủ luôn rồi. Dạ, Nam Mô Phật Tha, dạ. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thanh Tâm và sư Hoan Hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con nghỉ sớm bạch sư. Dạ, hôm nay có sư vào đạo tràng rất là ấm cúng cho chúng con trong đạo tràng này. Dạ. Dạ, xa thú lành thai. Dạ, con kính nhận mít đến sư. Dạ. Như vậy con xin sám hối trước hả bạch sư. Nãy giờ chúng con cũng có một phần thính pháp dễ vui nên con xin sám hối trước rồi con cùng thỉnh sư. Dạ, đúng rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp, mặc dù là mình nghe lời văn nhưng mà rõ ràng rất là chú ý chứ không phải là dễ vui. Dạ. Ô ta mang ghê na quạnh đê hăng ba đà phẳng xâm qua ruột ta mang buộc thể vô khả lì tổ đô sơ buộc thô khả mà tụ tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn đê na quạnh đê hăng thẩm anh trà đưa vi thăng và răng thẩm mê vô khá đi tô đổ sâu thẩm mơ khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh trà đưa vi thô tam ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến bảo tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã